thì cha thì gọi là linh mục á, cũng ở nhà hoài vậy đó, cũng đi làm phước kia. Nhưng mà phải có cấp bằng, có biết rõ ràng chứ đừng có vẽ ẩu chứ không mấy ông, cố nội. Có chứ, không có bằng sao không dám không? Trời, ở Mỹ mà làm việc không có bằng chết luôn á. Nhớ là ở Mỹ nào có chuyện nói chơi kìa. Cho nên là đụng được cái gì, đụng tới thân thể người ta là phải có bằng. Đụng tới thân thể người ta mà không có bằng là cơ mà chết luôn á. Ủa, nấu bò, nấu hủ tiếu kho và kho gì là bị quản hả? Thì biết là nhưng mà có món nào, món nước nào, món thì chỉ cực nhau. Thì nếu miếng món nào món trời sao không xuyên gì dạng tính em để tôi xuyên tương lao ta đặt ta cho mình nấu luôn mình bún ra mình cúng thôi cái là ta đặt nó phải là đặt đặt ta đặt ta ăn cái đâu phải ta đặt phải nấu như người ta đâu chúng ta đi nấu như hai ban đầu nấu tốn của lửa không đang lúc điện nó kêu gọi là phải bớt điện đó. Đám đâu có ai, có hai ba người thì nấu đơn giản thôi. Bây giờ mà nấu hai nồi nước trời, tôi tưởng đâu là ông rút lại rồi. Trời muốn cho khỏe. Giờ thời bữa giờ nay bữa nay nó nóng thành trời nè, bữa nay là bữa nóng bữa nữa nè theo dự báo á. Nên chủ trì thì mình phải chủ đạo chứ tôi kỳ vậy. Thí dụ mình muốn ra một cái chùa, bất cứ một ra cái gì hay ra một cái biểu sinh này, ngoài đời nó nói tài pháp lưỡng địa, có tiền, có pháp lý, có bạn bè, có mặt bằng, ra cái chùa mà không có người nấu thì ra chùa làm cái gì? Cái chuyện chùa chiền là phải nấu ăn nấu cúng rồi phải có Phật tử. Mấy ông trẻ nó làm cái làm kệ nó mình ý kiến vô nó cũng phiền lắm. Cái thời buổi ngày nay là thời buổi chó lên làm người, cho nên có nhiều ngọn cảnh nó chịu bức xúc ta chịu đâu có nổi.
hay như các bà sư cô bà không, bà sư cô được cảnh thư bà đâu có chịu nổi đâu, hồi tối bà cởi quần cởi áo bà ra, bà ra bờ xuống bốn nước bà tắm, trời Phật ơi, bà chửi bà là lung tung men hết trơn chửi. Bà nói cũng có cái trúng ấy, cho nên người ta đâu có làm gì phải được. Chứ từ trung ương tới địa phương rồi, cái sư cô Nhật Anh Thư đó. Có đàn lốt sao à. Hồi đó cô ở nhiều chùa lắm à. Cho nên các sư bà là cũng biết hết đó chứ. Thế có cho thầy chùa ông nội ông chết thôi mà các cơ quan ban ngành đoàn thể các chùa chiền đi phúng viếng vòng qua lãng phướng đó, từ ở trong trong kéo dài ra tới ngoài lộ. Tôi nói thiệt, tôi nói ra với cha mẹ tôi có buồn chứ nữa, mẹ tôi mà cha mẹ tôi mà cứ chết á, tôi nói thật sự là sáng chết chiều chôn. Tôi về và ó ré, nếu tôi có về được á mà tụng kinh in nổi là tôi dẹp hết luôn cho. Hồi nhỏ bởi tôi nói cha mẹ tôi đó, cái phút này à, cha mẹ tôi thảnh hơi nè, con cái đó cái gia đình hết rồi, dựng vợ gả chồng hết rồi, rảnh là tranh thủ, rảnh là đi chùa chiền này kia, chỗ nào đi được thì đi, làm phước được gì thì làm, chứ chết không có cần thằng nào con nào hộ niệm á, không có thằng nào con nào cầu nguyện được. Mình nói câu nó hơi quá trớn cái thiệt. Nhiều khi mình chửi đéo mẹ mấy thầy chùa đó, nó tìm cái bà đàn na tí chủ không à. Mà cha mẹ ông bà nó chết nó làm linh đình, mà trong khi nó đọc kinh Phật nó biết là ngũ quẩn gây không, nó làm đám rồi nó thu góp của đàn na thí chủ, rồi nó cứ có chức có vị đó, có người cứ chó thúi thúi thủng thủng á, rồi mấy cái thằng thuộc hạ đó nó tôn sùng lên, nó bè đảng, nó kéo rầm nó tới nó lại cái thầy thúi đó. Tôi thấy không có quân nào mất dạy mà vô đạo đức, mà vô giáo dục, mà ác nhân bằng thầy chùa bà dạy. Mình chửi ra nói vậy cũng mang cái tội, chứ tôi không có chửi tăng, mà tôi nói cái đám thầy chùa bà dạy thôi. Không biết tăng đầu lô thiệt chứ coi chừng người ta tu thiệt à. Đừng có khi dễ tăng đầu lô, với tăng đầu lô vậy chứ họ chấp nhận, họ tới đó họ bị sỉ nhục, họ bị nói nặng nói nhẹ để họ kiếm 5-30, họ ăn qua ngày đoạn tháng, coi chừng cuối cùng họ cũng có cái hạnh họ tu à. Còn cái thứ mình là tăng chính thống nè, thầy tu chính thống có giáo chỉ, có cấp bằng, có địa vị đàng hoàng ấy nè, mà gọi là lưu manh á, tức là lưu manh giả danh đạo đức, lưu manh giả danh trí thức á, nó mới quan trọng. Tối thầy gọi ông thầy bên Úc, ông gọi qua cho tôi, bữa đó ông thầy đó ông đi từ Việt Nam qua đây, là ông biết bữa đám giỗ ở chùa Linh Sơn á, đám giỗ vào thượng Huyền Vi á, như chính chùa mời, chùa mời tôi mới tới đó. Tôi nói thiệt sư cô, tôi không có thích tay tăng tay chó mẹ gì hết trơn á, bịp không á. Ngày xưa là Phật cử cúng tay tăng đó, là có nghĩa là vậy, là thấy chư tăng cái cách thật ngang, mình ra xếp bát mình cúng dường. Còn ngày nay bịp không á, bịp từ bịp tới lừa đảo, tới gian manh, tới mưu mô, tới xảo trá. Nó mà đặt cái chữ cổ Phật khắc thực á, cổ Phật nào vậy? Cổ Phật nào khắc thực mà đi bưng bát, đi gom bao thơ,
biệp mà biệp trắng trợn mà biệp để cho cái hạng lưu manh nó tưng hô, để cho cái hạng dốt nát nó cúng dường. Đó là thứ biệp mà không còn cách biệp nữa. Họ có và cách thật á, đúng là người ta phải đi xếp bát, ta đi trì bình, ta cúng dường, ta bỏ các thức ăn thôi, chứ đâu có có và cách thật mà nhận tiền. Vậy bây giờ trường hạ nào rồi cũng để cái cổ Phật khắc thực. Cái thứ lưu manh mà lưu manh không còn ranh giới. Tôi nói bây giờ tôi nói đủ mẹ thầy chùa, tôi chửi thẳng luôn á, đủ mẹ thầy chùa, không có thầy chùa nào mà còn chút liêm sĩ mà không lưu manh hết á. Tôi đây tôi chửi thẳng luôn, tôi không có tự ai hết á. Đúng là thầy chùa phải có liêm sĩ. Thầy chùa gì mà lưu manh tới mức độ đủ mẹ luôn mà còn chuyện gì chịu nổi thầy chùa với gì đó. Biệp đủ thứ, đủ kiểu, đủ cách hết trơn. Ở nhiều khi tôi nói thiệt, cái tôi nhà có học Phật, tin cái lời Phật dạy, mình áp dụng, mình thấy có an lạc trong đời sống của mình. Chứ tôi nói thiệt mà nếu mà giáo lý đạo Phật mà mơ hồ, mà quan tưởng nữa là tôi dẹp, tôi không theo đạo Phật đâu. Nhưng mà tôi tin ở giáo lý đạo Phật, mà giáo lý trong sáng màu nhiệm, dạy cho mình có an lành, có giải thoát, có giác ngộ. Bây giờ mình chưa giác ngộ được liền thì mình giác ngộ từng phần. Ví dụ như một đời gọi là giác phần, một đời mình giác phần, cho nên tôi nói ai ghét là giờ thật sự ra giờ không có sợ nữa. Tức là tối mà thấy bà sư cô bà làm quá trớn thấy cũng tội nghiệp, bị bà ấy chùa mà không cho bà tắm, bà phải xách nước tắm từ xô bà tức mà bà ra cái ao hồ đó đem thùng nước rồi bà chơi bà lột hết quần áo bà ngồi mà mặc cái bikini bà tắm xong rồi bà còn kêu gạo ở đây. Mấy thầy chùa mê gái đó giờ thấy vú mớm của bà đó, giờ thấy cái body của bà đừng có thèm mà tối nay rồi lên ăn xong rồi bít méo chết. Bà đừng có làm việc, từ đó thì chưa thấy bà sư cô nào chứ bà này không lấy dù bà thì có ai mà sư cô mà dám lộn hết quần áo ra rồi mặc cái bikini với cái thân kỳ chi. Cái bikini là cáo ngực á, nhớ gì mình ở trong đạo mình dùng mấy danh từ đó, cái thân kỳ chi là cái quần lót á. Trời ơi, tôi thấy bà lòng thầm cũng thiệt, tôi hết hầu cái tiếng, tôi tưởng là tôi nằm mơ. Hình như Cánh Thư đó, bà tức vụ chùa tiền đó, là tôi bảo gõ cho coi là tốt. Mới hôm qua, mới chiều qua. Hình như Cánh Thư vô thuốc đó. Bà sư cô hả? Ừ. Trời đất ơi, là bà còn nói, mấy hòa thượng đó, đừng có thấy tao gây đồ máu ở đây rồi, rầm ba rồi, em rồi nó tăng sao rồi, chết. Rồi nó chưa thấy có nhiều gan mà thật sự là anh Thư đó, tôi cho là anh Thư, nhưng mà điều hơi quá thì lúc đầu cổ điện tôi mà rồi nó thầy, rồi thầy cho hết cái danh sách đi, con làm hết cho thầy. Tôi nói thôi cô ơi, dầu gì cũng là ni. Thấy chưa? Nhật Anh Thư khó ta thiệt rồi. Đây là Lơ Mơ Bả Khùng đây. À đúng rồi, Lơ Mơ Bả Khùng là bả lộn hết nữa. Đúng rồi, má nhìn đúng ra nữa. Thì cuộc đời của bả chua cay lắm á. Chua cay mà cũng tích, có nghĩa là vô chùa là hạnh phúc biết không? Ê, vô chùa gặp, ý là con tu từ nhỏ đó. Nó mới cái đĩa video qua đó. Rồi, xin kéo tới chút nữa coi. Kéo tới chút nữa coi. Mới đây Việt Nam, kéo tới chút nữa coi. Tôi mới.
Kéo chưa? Lỡ hết chưa? Đâu tối đâu tháng? Tháng chưa? Đó, nó vậy đó, con gì cô giáo là vậy không? Quá tàn, cái đầu rửa lửa giống như cá nước. Người Đà Nẵng. Má, má giác ngộ, má dám kiện luôn đó. Phiên có nghe nghe là này, Phiên có nghe được thời gian sao giờ cái cô lóc mình hết trơn à, lóc giờ cái thành ra rồi cái thầy gửi tôi coi đó. Không làm được gì cổ đó nghe. Cô nói trúng hết là sao làm được. Rồi chứ mà thử ra cái người yếu yếu cần đi bộ nóng độ quý vật rồi chứ dễ à. Tăng nó có tăng có cái gì đó cô ở tứ xứ rồi cô về Đà Nẵng cô mới mở cái quán.
quán bán đèn, quán nhang, quán pháp khí Phật giáo đó, sao mới kiếm tiền cũng được. Tiền viết rồi bỏ ta vào thế giới rồi ông ấy chạy về Long An hay gì đó. Cái gì là sao nghe tắm gì đó. Quá tài luôn. Vô chùa để cúng dường cho chùa nghe. Để mà nuôi tâm chú. Rồi chú ơi, ai có giấc mơ tuổi già về chùa nương tựa cơ nhỏ ta nhà đen nha. Dạ, các nước không cho nó xào, nó ra ao nó tắm. Ra cởi quần áo tắm chơi vậy đó hả? Ờ, cùng tới đây rồi. Khổ vậy đó. Chiều giờ là không lấy nước lúc này, không có gì biết vì sao không? Do từ chiều giờ sắp nước á, sát bờ á, nó sắp cuộn vô, cho nên là mỗi một lần đi xào hết ngày, em đi dùng nhập 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 nhập. Nó lên tiếng suốt mà mau bao nhiêu năm nào đâu có ai trị được vậy đâu. Cũng lâu lắm nha thầy. Trời ơi, đúng như vậy, nó đúng mà. 200 rồi. Dân có học mà lời lẽ đàng hoàng đó, chứ không phải chỉ có tức quá rồi nói những danh từ nó hơi nặng nề tục tiểu thôi. Chứ là dân có học đó. Đâu phải dân vừa mà lại nó nói được đâu. À, cái vụ trên giải vụ, vụ Linh Sơn. Cái đó thầy kêu nói ông đi qua, ông gặp ông Trí Thóp. Cái ông Trí Thóp hỏi ông chứ bữa đám giỗ hòa thượng tôi á, cho thầy có được mời không mà tới. Vô vô, thầy ông Trí Thóp tôi tưởng đâu là người có ăn có học chứ mà trong khi. Hả? Nói gì kỳ vậy? Ừ. Thầy ông Trí Thóp tôi nghĩ là từ xưa giờ là người có ăn có học. Mà tội nghiệp thượng tọa đóng hiền hết sức hiền. Mà tụng kinh cũng giọng cũng hay lắm chứ bộ. Ừ, mà tôi cứ nghĩ là Trí Thóp là người có ăn có học, có học thức đàng hoàng chứ. Bởi vì tôi nói càng thấy bên ngoài là càng lưu manh bên trong. Tại vì bữa đó là thầy Minh Không với mấy thầy là đi với tôi. Đi lúc đó còn Luân Âm á. Lúc đó có thầy hả? Có, là thầy Linh Sơn á. Thầy quay qua, ông mới mời. Ông đang nghĩ là cho có người, tại vì giống dỗ sư ông mà ngay mùng năm Tết. Mà ở toàn ở xa vậy không có địa phương không ai đó kỳ. Ông tới cho nên ông nói có ai mà hết ai mà hết. Mình tiếng ông thầy ông đâu có chịu đi đám. Mà vậy mà gặp mà trước mà Phật tử hỏi người ta vậy đó. Rồi ông không ông xanh cái mặt ông nói trời ơi con xanh cái tàu lá chuối đó thầy. Dầu mà thầy ông lớn tuổi hơn tôi mà tại ông kính ông sinh con thôi chứ đằng này sinh con đây ổng. Ông nói thầy nghĩ tôi con mới trả lời thầy cứ thoát đi. Thần tọa nghĩa để con từ Việt Nam qua đây để đi lại cầu trực dẫn bao thơ 100. Mà cúng có 100 đồng bạc à. Mà còn ăn nói vậy đó chứ phải. Đám bên tôi nói nó làm cái đám bát nháo này đó. Làm rùm men hết trơn tưởng sao. Cúng 100 đồng mà dân gặp ta nó hỏi vậy đó. Rồi chung với nhau đó. Mà dân có ăn có học, dân tụng kinh. Cả thế giới biết cái tiếng Trí Thóp tụng kinh cỡ nào. Nãy giờ ta mà cứ gặp mà giờ lên diễn đàn tự nhiên gặp nó vậy à, tự nhiên có nghe thầy nói tự nhiên hồi đó là có nghe kênh rồi có nghe ông tụng kênh hay cũng không tôi thì cái giọng Trí Thóp tôi mới nghe tôi chỉ nghe giọng của thầy Huệ Viên à cái giọng mà thanh thoát vậy là phá hoại Phật pháp thật thật nó tụng kinh mà giọng du dương mà rên rỉ gì đó là báo hiệu Phật pháp suy tàn. Chỉ mấy con mẹ mê nó chồng chán, chồng chê, chồng chết, nó thấy Trí Thóp. Cái tướng lớn con nó mới bỏ lớp tét đáy quần thôi chứ còn tôi không có vụ đó. Bởi Phật tử mình ai có cái vụ mê lớp tét đáy quần. Bởi cho nên mình nhìn người và lầm hết rồi sư cô. Thật sự nó nhìn người lầm hết rồi. Ví dụ như cái sư cô ngày hôm qua tôi nói tính theo cái sư cô mà ngoài chợ đó, dụ yên thấy không? Bà đi bán từng đồng mà bị chửi tới chửi lui rồi bà phải dám mua miếng đất 4 tỷ mà cũng dùng cho mấy thầy tu đó. Trả tiền hết luôn rồi thầy. Những người ta âm thầm, người ta chấp nhận, người ta gian khổ.
Còn những người chùa to Phật bự, những người mà có phe, có phái, có bè, có đảng, tôi ta thường lắm. Tại tội nghiệp thì cứ mỗi lần ra đó cúng dường chuối, ra thấy cái thầy ra là bả xá dài vậy đó. Đi gom được đồng được cắt bởi tôi nói làm lễ Vu Lan, tôi hứa tôi ra tôi làm lễ dùm, không cúng kiến gì nghe. Tôi nói cúng hôm rồi ăn điện tôi cũng ra làm lễ dùm chứ đâu có. Thì ông có nhà thì nói đi, không có nhận cái gì hết trơn á. Ra mình ra mình tụng kinh cho người ta, chứ tiền bạc gì, ta nghèo, ta khổ. Đi bán tôi đồng tôi cắt gì đó, con muốn thỉnh cái thầy tôi cúng mà con không dám cái gì đâu, không dám. Ý nó phải ngại tôi không. Hôm rồi ăn vậy vậy mấy thầy trò đi về chứ không nhận cái gì hết trơn. Những người ta đối với ta âm thầm ta hy sinh, ta cống hiến cả cuộc đời ta bằng xương máu ta. Những người có cái mồm cái miệng ta ngồi đó la, ngồi đó được cái giọng tụng kinh ru rù rù quán thiên hạ. Từ bên đốt mà thầy bên không điện, mà ông điện xanh mặt luôn. Ông điện mới thường là